chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2020. Tham gia ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Kon Tum đã tổ chức gian hàng với chủ đề Kon Tum vùng đất huyền thoại. Du khách được tham khảo nhiều sản phẩm du lịch, thưởng thức đặc sản, trải nghiệm hóa thân thành những chàng trai, cô gái Bà Nà mặc trang phục thổ cẩm, được các nghệ nhân hướng dẫn đánh đàn tơ rưng, đàn khê ní, đàn tinh ninh. Sắp tới là chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển các loại hình du lịch sinh thái cộng đồng và nâng cao chất lượng dịch vụ các loại hình như là homestay, ecostay và farmstay để giúp khách có thể trải nghiệm một cách toàn diện và đầy đủ hơn về đất và người Kon Tum. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm mùa hè tại thiên đường xanh măng đen, các chương trình trekking tại vườn quốc gia Chumamray và loại hình du lịch mạo hiểm bay dù lượn.